Xin chào các bạn đã quay trở lại với kênh YouTube của Gia Bảo Luxury. Video trên chính là đề tài tôi sẽ đề cập đến ngày hôm nay, đó chính là so sánh đánh giá hai chiếc đồng hồ lặn đến từ hai thương hiệu Anh và Em, đó chính là Rolex và Tudor. Và đây, như trên tay tôi đây chính là hai chiếc đồng hồ lặn được yêu thích nhất của hai thương hiệu này. Phía bên trái chính là Rolex Submariner 116610 với giá retail là 9.050 đô. Và bên phải chính là Tudor Pelagos 25600 TB với giá retail là 4.400 đô. Và sau đây tôi sẽ đánh giá lần lượt theo các tiêu chí cụ thể như sau. Đó chính là về thương hiệu, lớp vỏ, mặt số, cỗ máy và giá, cũng như là tính hữu dụng của hai chiếc đồng hồ này. Các bạn có thể sở hữu hai chiếc đồng hồ này bằng cách truy cập website chính thức của chúng tôi www.giabaoluxury.com. Về thương hiệu, Rolex và Tudor đều được thành lập bởi người cha vĩ đại Hans Wilsdorf. Tuy nhiên, phân khúc mà hai thương hiệu này hướng tới thì là khác nhau. Mức giá thì cũng vậy. Đa phần chúng ta thì thường biết đến Rolex và ít ai quan tâm đến thương hiệu con, đó chính là Tudor. Tuy nhiên, đó cũng là một chiến lược có chủ đích của tập đoàn này. Với chiếc Submariner thì chắc chắn tôi không phải giới thiệu gì nhiều vì nó đã quá nổi tiếng rồi. Còn về chiếc Tudor Pelagos này thì tôi xin giải thích và giới thiệu qua. Thì nó xuất hiện phiên bản đầu tiên vào năm 2012 với cái cỗ máy là STA 28242 top grade. Nhìn tổng quan chung, Submariner có một lượng fan rất là lớn từ những năm 50 ngay khi ra đời. Tuy nhiên là Pelagos thì cũng sinh sau đẻ muộn thôi, nhưng có một cái lượng fan càng ngày càng lớn dần vì tính hữu dụng cũng như là cái mức giá và độ hoàn thiện của nó. Nếu xét về thương hiệu thì tôi thấy khá là khập khiễng, và về cán cân thì đương nhiên là nghiêng về Rolex Submariner rồi. Và tiếp đến thì chúng ta sẽ cùng so sánh qua về lớp vỏ của hai chiếc đồng hồ này. Đó chính là Rolex Submariner thì có kích cỡ là 40mm và 42mm tương ứng với chiếc Pelagos của Tudor. Như các bạn đang thấy đây, size 40 và 42 của hai chiếc này thì có cái sự chênh lệch theo tôi cũng khá là lớn. Với những cái chiếc 42 thông thường thì size kích cỡ 40 và 42 nó không bị chênh lệch quá nhiều. Tuy nhiên là với dáng vỏ của chiếc Tudor 42 này thì tôi thấy là nó khá là lớn và cồng kềnh hơn so với chiếc Submariner size 40. Còn về độ dày thì chiếc Pelagos này dày 14,3mm và Rolex thì chỉ có 13mm mà thôi. Từ kích cỡ đường kính mặt và độ dày thì ta đều nhận thấy Tudor có kích cỡ là khủng hơn Submariner. Với cổ tay tôi thì thuộc dạng tròn và có chu vi là 16,7. Tôi sẽ thử đeo hai chiếc đồng hồ này để các bạn có cùng một cái đánh giá nhé. Và đây tôi sẽ thử lên tay chiếc Submariner. Các bạn thấy nào, khá là vừa đúng không ạ? Đó. Tiếp đến đây chính là chiếc Tudor Pelagos. Chiếc này thì có cái mở chức năng khóa khá là phức tạp. Như các bạn đang thấy, khá là to đúng không ạ? Khá là khủng bố hơn. Đây, cùng trên tay tôi thì các bạn có thể so sánh được. Theo tôi thì để đeo được một chiếc Pelagos này đẹp thì nên có kích cỡ cổ tay tầm 16,5 trở lên. Cái cảm nhận của tôi khi vừa đeo chiếc đồng này thì khá là vừa tay. Cái tay càng không bị làm dài quá nên là đeo rất ôm tay, khá là phù hợp. Về cái chất liệu của hai chiếc đồng này thì đây đều là những cái chất liệu vô cùng tốt, với thép cao cấp 904L đến từ Rolex và Titanium siêu nhẹ và siêu bền được trang bị trên chiếc Pelagos này. Và Titanium này là gì? Thì Titanium là một kim loại chỉ nặng 55-60% của trọng lượng thép mà thôi. Đó, độ hoàn thiện thì của hai chiếc này thì đều được làm xước mờ, rất kỳ công và tinh vi. Chỉ khác một chút là Rolex được đánh bóng hai bên hông, còn Tudor thì được làm xước toàn bộ. Về cái độ hoàn thiện này thì theo tôi đánh giá là tương đương 1/9 1/10, không có quá nhiều chênh lệch. Nó đều theo tiêu chuẩn khá là khắt khe của tập đoàn Rolex. Về cái chức năng của đồng hồ thì có vòng bezel có thể xoay được. Cả hai chiếc đồng hồ này thì đều có vành bezel xoay.
Và về bezel của chiếc đồng hồ thì chúng có cùng một chức năng thôi, đó chính là tính toán thời gian của bình dưỡng khí. Tôi cũng đã giới thiệu về chức năng này trong video giới thiệu các chiếc Submariner trước đây. Hai cái vành bezel đến từ hai thương hiệu này thì đều được có một điểm chung là làm từ gốm. Tuy nhiên là có một số điểm khác nhau, đó chính là Rolex Submariner là làm bóng đấy các bạn thấy, còn của Tudor là mờ. Ngoài ra tại vị trí đầu cuối của bezel, Rolex đã trang bị một viên ngọc trai đắt giá và khá là tăng cái tính thẩm mỹ của chiếc đồng hồ này. Và đây tôi sẽ cùng thử xoay bezel của hai chiếc đồng hồ này để các bạn cùng thưởng thức nhé. Và đây là của Tudor. Các bạn có cái cảm nhận gì về âm thanh cũng như là tiếng xoay bezel của hai chiếc đồng hồ này? Cũng khác nhau đấy đúng không ạ? Và đây, chúng ta sẽ đi đến tiếp đến cái phần núm của hai chiếc đồng hồ này nhé. Và đây chính là núm của Rolex. Đây như các bạn đang thấy đây. Rolex. Theo tôi thì hai chiếc đồng này thì núm của Rolex và núm của Tudor, thì núm của Rolex làm thì mang tính thẩm mỹ nhiều hơn, còn của Tudor thì khá là mang tính chất thực dụng, và nó tôi cảm thấy nó có phần hơi khỏe khoắn quá. Đấy, về đây tôi sẽ vặn núm thử cho các bạn xem. Rồi, khá là chặt. Rồi, một nấc, hai nấc, đây là chiếc Tudor. Tương tự. Hai nữa. Tiếp đến đó chính là phần khóa của hai chiếc đồng hồ này. Đây, như các bạn đang thấy đây, đây là khóa của hai chiếc đồng hồ này. Khóa của hai chiếc đồng hồ này đều là được làm dạng khóa thông minh. Rolex và Tudor thì đều có cái hệ thống Oyster Lock, gọi là đây chính là cái phần, đây chính là cái phần gọi là Oyster Lock, hay là gọi là cái bộ chống bị bật khóa của đồng hồ. Đây chính là hai cái lẫy này để khi xuống nước ấy, cái áp lực nó lớn, nó các cái mạch máu nó giãn ra và cái vòng tay nó bị thít lại, thì với những khóa bình thường không được trang bị Oyster Lock nó sẽ bung ra, thì cái nhiệm vụ của Oyster Lock nó là ngăn cho không không cho việc đấy nó xảy ra. Đó. Tiếp đến đó chính là cái hệ thống Glide Lock của hai chiếc đồng hồ này. Glide Lock là gì? Thực tế là nó là một cái thuật ngữ của Rolex thì đúng hơn. Đây, mở và phân tích cho hai bạn cho các bạn sẽ thấy. Glide Lock là nó ám chỉ, đây chính là phần khóa của chiếc đồng hồ này, đây nó ở bên trong. Tự động, tức là bạn có thể chỉnh chỉnh nó không cần phải dùng bất kỳ một cái tool hay dụng cụ nào cả, mà chỉ ấn lên và kéo thôi, ấn lên và kéo rồi bật xong. Đối với Tudor thì phần khóa này cũng rất là cẩn thận, khi cũng sử dụng cơ chế là cơ chế lò xo tự động, cho phép là điều chỉnh các cái kích cỡ vòng tay ở các vị trí nước sâu khác nhau. Đây, như các bạn đang thấy đây, đây di chuyển từ 1 đến 3. Và từ 6 cái mức tiếp theo thì là sẽ là tự động kéo ra bằng lò xo để cho vừa với cái tay chúng ta. Đó. Bộ khóa này của Tudor thì theo tôi thấy rất là phức tạp, phù hợp với những người là thợ lặn chuyên nghiệp. Tuy nhiên, với những người sử dụng hàng ngày ấy, thì tôi nghĩ là không thể sử dụng hết được, không sử dụng hết những cái tính năng này đâu. Đối với những người yêu thích bơi lội thì Tudor cũng đã trang bị một bộ dây cao su theo tôi thấy khá là chất. Mua một chiếc đồng hồ mà hẳn được tận hai cái. Đây như các bạn thấy đây. Đây là dây cao su của Tudor. Và cái Tudor tôi thấy rất là cầu toàn và cẩn thận. Đến mức mà những cái cọng dây như này, đây là cái cọng dây mà để tăng cái kích cỡ chiều dài dây khi cho những cái thợ lặn chuyên nghiệp đưa ra xỏ vào rất là dễ. Đây như bạn có thể tôi sẽ thử cho bạn xem này. Đấy.
Nó dài thêm một khoảng khá khá rồi. Điều đó cho ta thấy Tudor đúng là một thương hiệu chăm chút rất kỹ và cẩn thận cho những người thợ lặn chuyên nghiệp. Và đây, chúng ta sẽ nghe đến cái tiếng bấm khóa như tôi đang nói nghe từ lúc đầu. Đây là của Tudor. Và đây là của Rolex. Các bạn thấy tiếng bấm khóa của chiếc nào nghe hay hơn? Đối với tôi thì chắc hẳn nhiều bạn giống tôi, đó chính là cái cảm nhận tiếng bấm khóa của Rolex nghe rất rõ ràng, tách tách tách. Còn của Tudor thì có vẻ là hơi chìm. Và tiếp theo đây, thì chúng ta sẽ đi tiếp về phần mặt số. Đây chính là mặt số của hai chiếc đồng hồ này. Đây, các bạn đang thấy đây. Mặt số. Đúng chưa ạ? Rất là cuốn hút. Đối với Tudor thì cái kim của Tudor này được gọi là kim snowflake hay gọi là bông tuyết. Tuy nhiên là tôi thấy nó không không giống bông tuyết cho lắm, hoặc là cái bông tuyết của người phương Tây có vẻ là nó kiểu dáng như này. Đây là một cái kiểu dáng kim kinh điển của Tudor từ rất là lâu rồi. Và đối với ở Rolex đó chính là kim Mercedes. Đó. Đây như các bạn đang thấy đây. Đây là hai cái đặc trưng mà ăn sâu vào thương hiệu đồng hồ lặn của hai cái thương hiệu này. Cọc số Luminous của Rolex thì được bo bo tròn bằng vàng trắng, bo viền bằng vàng trắng. Còn của Tudor thì không, không không làm cẩn thận bằng mà chỉ nó để trơ nhầy thôi. Mặt số của Rolex thì được hoàn thiện bằng cách trải tia rất là đẹp. Thì tôi sẽ đây, zoom vào cho các bạn thấy đây. Tudor, còn Tudor thì lại làm mặt là mặt thường, không có điểm nhấn. Tức là như là một cái mặt làm rất bình thường thôi. Nền mặt số rất là đơn giản với các ô luminous báo giờ to rõ ràng. Mặt số đồng hồ thì dễ nhìn. Tiếp đến một điểm được coi là rất quan trọng đối với đồng hồ lặn, đó chính là luminous hay người ta gọi là dạ quang. Dạ quang của Tudor Pelagos mạnh, sáng rõ và lâu hơn. Cũng một phần là do sinh sau đẻ muộn, thế nên là những chức năng ưu việt được nâng cấp. Đây như bạn đang thấy, đây chính là dạ quang của hai chiếc đồng hồ này. Và đây là thông số cỗ máy của hai chiếc đồng hồ này. Đặc biệt, phiên bản này của Tudor đã được thương hiệu rất đầu tư khi trang bị cho mình máy in-house. Điều này thể hiện là Tudor muốn không mãi đứng trên vai của người khổng lồ Rolex khi đã cho ra mắt cái cỗ máy in-house của mình mang ngoại hiệu MT5612 với 70 giờ dự trữ cord, hơn hẳn những chiếc Rolex Submariner sử dụng những cỗ máy 3135. Về cord thì những cỗ máy mới nhất của Rolex 3235 có cái giờ trữ cord 70 tiếng thì mới so sánh được với cái cỗ máy MT5612 này của Tudor. Về mức nước thì Rolex đạt tối đa ở mức nước 300 m, còn Tudor cao hơn khi đạt mức 500 m. Nếu nói về cỗ máy của hai chiếc đồng hồ này thì hai chiếc đồng hồ này đều có một cái điểm chung, đó chính là tính thực dụng của cái tập đoàn Rolex, không có cầu kỳ, không khoa trương, không trang trí cỗ máy quá nhiều. Cỗ máy in-house của Tudor này thì cũng mới được phát triển nên chưa có nhiều người trải nghiệm cái độ bền bỉ của nó trong một thời gian rất là dài như cái cỗ máy 3135 của người anh trai Rolex. Liệu thì cái cỗ máy này của Tudor có tốt và bền bỉ như của Rolex hay không? Thì chúng ta cái câu trả lời thì chắc là cũng chỉ trả lời được trong tương lai thôi. Chúng ta có quyền được hy vọng vì Tudor dù sao đi nữa vẫn được thực hiện chế tác theo đúng tiêu chuẩn của Rolex. Và cuối cùng, đó chính là cảm nhận của tôi về giá và tính hữu dụng của hai chiếc đồng hồ này. Giá không quyết định hoàn toàn giá trị của chiếc đồng hồ. Và với một cái cộng đồng rất lớn chơi Submarine thì tính thanh khoản của Rolex đương nhiên là rất là cao. Nó có thể là nói không phải riêng với so với Tudor đâu mà với các thương hiệu đồng hồ khác cũng như các dòng đồng hồ khác thì tính thanh khoản của Rolex Submariner này có thể nói là số 1 đấy. Tuy nhiên với Tudor thì lại khác. Có thể tính thanh khoản không cao, cộng đồng sưu tầm mới, nhưng Tudor ngày một chứng minh cho người sử dụng thấy be different, be Tudor, có nghĩa là muốn khác biệt hãy chọn Tudor.
giá của hai chiếc đồng hồ này luôn có chiết khấu kỷ lục, có những thời điểm phải mua vào với giá cao hơn giá hạn niêm yết, điển hình như là chiếc Submariner Hắc. Theo tôi, cái hữu dụng của hai chiếc đồng hồ này còn phụ thuộc vào sở thích và khoảng giá của mỗi người. Với những người muốn sở hữu những chiếc đồng hồ có dáng sóc với độ hoàn thiện cao như tượng đài Submariner thì với cái giá chưa đến 1/2 so với người đàn anh Rolex thì Tudor Pelagos hoàn toàn xứng đáng để được lựa chọn và trải nghiệm. Tuy nhiên, nếu như Rolex Submariner có thể đi với mọi hoạt động hàng ngày như là đi làm, đi chơi, đi bơi, kết hợp hoàn hảo từ những bộ xui hay đến bộ đồ bụi phủi thì chiếc Tudor lại hạn chế hơn với những hoạt động thường nhật. Lời khuyên để phối đồ cho chiếc Pelagos này có lẽ là những bộ đồ mạnh mẽ, cá tính hay là thời trang đi biển. Bài đánh giá và so sánh trên của tôi có lẽ cũng đã giúp các bạn phần nào khi lựa chọn một trong hai chiếc đồng hồ Rolex Submariner hay Tudor Pelagos đời mới. Vậy các bạn cảm thấy kết chiếc đồng hồ nào hơn? Hãy comment và cho chúng tôi biết cái cảm nghĩ của các bạn nhé.